Xin chào cả nhà, chào tất cả các anh em. Mình bên kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động á. Hôm nay mình xin chia sẻ cách thay màn hình iPhone 5S thật đơn giản. Mình xin chia sẻ với anh em mới vô nghề hoặc anh em thích công nghệ, còn với anh em thầy thợ thì bỏ qua cho. Và bây giờ mình tiến hành làm nghe cả nhà. Đầu tiên mình tháo hai ống đít ra, mà này không có ống đít nè, mình chỉ cần gỡ ra thôi. Chú ý cái dây hơm mình gỡ lên ống đít này mọi người. Rồi tiếp theo mình gỡ cái màn hình ra. Thì mình gỡ mấy cái lo trong ra, thay qua cái bộ màn hình mới. Đây là cái dây camera trước. Tiếp theo mình gỡ cái nút hôm ra. Mọi người để ốc theo thứ tự nha mọi người, để chút mình gắn lại nó dễ. Tiến hành lấy hình mới mình thay vô. Rồi cũng giống như cái nãy thôi, giờ mình gắn mấy cái bộ phận này lại. Giờ mình tiến hành mình ra cái màn hình mới vô. Tiếp theo mình gắn cái dây nút hôm vô. Từ từ vô.
dòng iPhone thì khởi động hơn.